cả chục ngàn con bò tự nhiên té ngửa chết ở Kansas. Báo chí nói tại biến đổi khí hậu, thời tiết quá nóng nên bò chết. Tại sao những năm trước nóng hơn, bò không chết? Hầu như những trang trại lớn nuôi bò đều có hệ thống phun nước cho mát khi trời nóng. Thực phẩm đang khan hiếm, bò chết nhiều, giá thịt sẽ tăng. Có phải họ đang muốn dân chúng quay qua ăn thịt bò nhân tạo của Bill Gates sản xuất? Tương tự, Impossible Food và Beyond Meat sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật như đậu, gạo, đậu Hà Lan, đậu nành, khoai tây, chất béo tự nhiên từ dầu dừa để tạo ra các sản phẩm thịt tổng hợp có mùi vị và cấu trúc giống thịt bò. Cả hai công ty này được Bill Gates đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp biến đổi khí hậu, biến đổi thức ăn. Ai có hiểu biết cao kiến lên tiếng dù.